Ai có thể ngờ rằng đổ trứng vào lại vỏ trứng lại là một món ăn ngon tuyệt. Cách làm này chắc hẳn nhiều người chưa từng thấy. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người. Nếu thấy hay thì đừng quên cho mình một like nhé. Cảm ơn bạn. Đầu tiên, cắt một lỗ trên đầu của trứng và đổ vào bát. Đừng vứt vỏ trứng đi. Cho 5g baking soda vào bát. Dùng một ít nước ấm hòa tan. Đổ vào bát trứng. Dùng đũa khuấy đều. Sau đó đổ trứng vào lại vỏ trứng. Mình đang cố gắng chia sẻ những món ăn ngon mỗi ngày. Các bạn có thể cho mình một trái tim nhỏ để động viên không? Lần sau muốn ăn mà không biết làm thì có thể tìm lại mình. Cảm ơn bạn. Cho vào nồi hấp. Hấp nhỏ lửa 15 phút. Hấp xong để nguội. Dùng đôi tay chẳng nõn bóc vỏ. Có thể ăn trực tiếp, hoặc xào ăn, hoặc nướng đều rất ngon. Tiếp theo, dùng dao cắt thành miếng nhỏ. Cho dầu vào chảo, thêm một thìa hạt thì là, mè rang và ớt bột vào đảo đều. Tiếp theo cho trứng vào, cho thêm một muỗng tương ớt, đảo đều khoảng 7-9 lần thì tắt bếp. Cách làm món trứng xào này ngon hơn cả món ăn vặt ở chợ đêm. Bạn nhớ lưu lại để làm thử nhé.